Chào mọi người, hôm nay Thanh sẽ giới thiệu tới mọi người một cái loài một loại hoa này độc, rất là gọi là liệt kê vô cái hàng mà độc và lạ. Nó là cây dứa xanh Nam Mỹ. Bạn nào đã từng thấy cái cây này thì mình thấy có lẽ là nó cũng có trồng nhiều, nhưng mà để mà ra hoa thì lần đầu tiên trong đời mình mới thấy. Đây, đây là cái hoa của nó dài. Cái cây bông nè, cái đài hoa của nó dài lên chắc là phải 3 mét. Đó, đây là cái cuối cùng của cây. Cái đài bông. Đứng gần thơm lắm mấy bạn ơi. Đó, bông của nó rất là đẹp. Cao quá này mà muốn quay cho nó cận thì chắc phải bắt ghế. Mỗi cái bông của nó to bằng cái tô á các bạn. Màu xanh cớm rất là đẹp. Mà rất là nhiều bông luôn. Đây nè, dứa xanh Nam Mỹ nha các bạn. Bạn nào đã từng thấy cây này thì bây giờ là thấy bông của nó. Mình cũng đã từng thấy cái cây này ở nhà của bà bác một năm. Mình ở đó một năm, gần đó một năm mà mình chưa thấy cây đó nó có dấu hiệu ra hoa, mà trong khi bác đã trồng 4-5 năm rồi. Nay mình vô bác nhà của bác chính ở gần hàng xóm mình mới tới thăm thì mình thấy cây dứa Nam Mỹ này nó ra hoa, mình thấy lạ quá, mình quay cho các bạn xem. Đó, hoa rất là đẹp, những cái đó bự hơn cái tay mình gấp đôi, các bạn thấy không? Buổi sáng chiếu xa. Không biết quay về các bạn có thấy rõ không? Đây, còn đây là cái búp của nó nè các bạn. Cây cao, một cái đài bông là cao cả 3 mét luôn các bạn. Từ trên xuống. Dài cũng 3. Dài từ dưới đây lên là 3 mét, hơn đầu người mình gấp đôi. Cây dứa xanh Nam Mỹ, mình có tìm hiểu là biết cái cây này tên là dứa xanh Nam Mỹ. Hoa hàng độc lạ đó các bạn ơi. Đó, nhà ông bác mình ông trồng. Tới nay, năm nay mới ra hoa. Đó, cao quá cao luôn. Cả 3 mét. Từ dưới lên trên cả 3 mét. Bạn nào chưa từng thấy cây dứa thì nhìn thử xem cây dứa để biết nha. Mùi rất là thơm, mình đứng gần khoảng nửa mét, 1 mét là mình đã nghe mùi rồi. Nó có những cái nhụy phấn nè, để mình hửi thử coi nó thơm. Cái nhụy này thơm. Đẹp quá. Hoa này nó tàn hết mấy cái. Bác Chính ơi, cái cây này nó nở, nở bông được bao lâu rồi bác Chính? Từ cái ngày nó ra cái độc bông tới giờ là 1 tuần hả bác? À, nó ra cái độc bông này cả tháng. Dạ. Nó lên cái đọt này là 1 tháng rồi hả bác? Dạ, vậy là cũng mới. Mà nó nở bông đây là được tầng 10 ngày bác ha. Giờ có mấy bông dưới nó hơi già rồi nè. Mình thì đi đâu mà thấy cây gì á nó lạ, nó đẹp là mình cũng ham lắm. Đây nhà ông bác mình ông trồng trước hiên nhà.
Ok. Mình đi nghe thấy bông đẹp quá, mình vô mình phải quay chia sẻ cho các bạn xem. Rất nhiều loại bông. Lấy toàn thơ cây này hơi xa. Tại